Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gioan." Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả." Rồi họ làm hiệu hỏi người cha: "Xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì?" Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan." Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Trong lịch phụng vụ, ngoài Chúa Giêsu và Đức Maria, thì chỉ có Thánh Gioan Tẩy Giả được giáo hội mừng lễ sinh nhật. Đây là một vinh dự vô cùng to lớn mà giáo hội dành tặng cho Ngài. Thánh Augustino cũng khẳng định vai trò của Thánh Gioan Tẩy Giả như sau: Giáo hội có thói quen lấy ngày qua đời của các vị thánh để mừng kính, vì đó là ngày sinh nhật của các thánh trên trời. Riêng Thánh Gioan Bautista được miễn trừ khỏi quy luật bình thường đó, vì Ngài đã được thánh hiến ngày từ trong lòng mẹ trước khi sinh ra, nhờ sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô trong lòng Đức Maria Trinh Nữ Rất Thánh khi thăm bà Thánh Isabe. Từ đó, giáo hội tin rằng Gioan Tẩy Giả đã được thánh hóa trong dạ mẹ nhờ sự hiện diện của Chúa Kitô. Đó là lý do giáo hội cử hành lễ sinh nhật của Ngài. Mỗi người sinh ra trong đời đều được cha mẹ đặt cho một tên gọi. Trong cuộc sống đời thường, tên gọi thường mang nhiều ý nghĩa khác nhau, có khi phản ánh ước vọng của gia đình, có khi nói lên số phận hay hoạt động của chính người ấy. Ta thường thấy các minh tinh màn bạc đặt cho mình những nghệ danh nhằm đánh bóng tên tuổi cũng như thu hút sự chú ý của công chúng. Trong Thánh Kinh, tên gọi thường hàm ẩn một sứ mạng được Thiên Chúa trao phó. Trường hợp của Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng hôm nay là một minh chứng rõ nét cho kế hoạch cứu độ. Mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay là dịp để mỗi Kitô hữu nhận ra mình đang được sống trong tình thương của Thiên Chúa. Nhìn lại cuộc đời, ngay từ khi tự hình trong dạ mẹ cho đến khi trưởng thành, tất cả những gì chúng ta nhận lãnh đều phát xuất từ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi hài nhi Gioan vừa chào đời, nhiều người đều thắc mắc: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Thế nhưng trong hình hài bé nhỏ ấy, Thiên Chúa đã định liệu một sứ mạng cao cả cho hài nhi. Sau này, em sẽ trở thành vị tiền hô dọn đường cho Chúa. Chúng ta cũng vậy. Sinh ra trong cõi đời này, mỗi người đều được Chúa trao ban một vận mệnh, một sứ mạng mà không ai biết được tương lai thế nào. Do đó, người Mỹ có lý khi nói rằng mỗi trẻ thơ được sinh ra đều có thể làm tổng thống tương lai của Hoa Kỳ. Thật thế, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là niềm vui, niềm hy vọng cho dân tộc, cho quốc gia. Thế nên, sự sống con người cần được bảo vệ và tôn trọng xứng hợp với phẩm giá. Vì con người được dựng lên là hình ảnh của Thiên Chúa. Đồng thời, trang Tin Mừng hôm nay còn cho thấy khung cảnh thập đầm ấm của ông Zacharia và bà Elizabeth. Dù hai ông bà son sẻ mới có con,
như chúng ta vẫn thường nói, gia đình là chiếc nôi của sự sống và tình yêu, nơi đó con người được sinh ra và lớn lên. Gia đình cũng là một cộng đoàn, nơi đó mọi phần tử yêu thương tận hiến cho nhau. Đó còn là trường học phát triển nhân cách tự nhiên và lành mạnh nhất. Gia đình là nền tảng của xã hội, là nơi gặp gỡ của nhiều thế hệ. Cuối cùng, gia đình Kitô hữu còn là một giáo hội thu nhỏ. Khi biết những giá trị tin mừng, qua việc thường xuyên chu toàn những nhiệm vụ bổn phận bậc sống của mình, nhân dịp lễ sinh Thánh Gioan Tẩy Giả, nhân dịp lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta được mời gọi chân nhận giá trị của sự sống và gia đình. Chính khi ấy, mỗi Kitô hữu sẽ nhận ra sứ mạng của chính mình trong tình thương của Chúa, ngang qua những trách vụ của đời sống gia đình, đồng thời biết xây dựng một nền văn hóa tình yêu trong môi trường mình đang sống. Nhờ đó, mọi người nhận ra Thiên Chúa là đấng đầy tình yêu và lòng thương xót. Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con biết bảo vệ và quý trọng sự sống mà Chúa trao ban, đồng thời biết nỗ lực xây dựng và vun đắp đời sống gia đình, ngõ hầu đem Chúa đến cho những người xung quanh chúng con. Trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là Gioan Tiên Hô. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa, người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi, sai đi sang đồi pha núi, đường nào quanh co bốn cho thằng ngày. Người thành tâm nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiên Hô, xin chia phần nước trời con dân mọi nơi, nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui, trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là Gioan Tiên Hô. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa, người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi, đi làm nhân chứng. Người được sai đi, chứng minh hào quang. Cứu độ và bình an, nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiên Hô, xin chia phần nước trời con dân mọi nơi, nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui, trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là Gioan Tiên Hô. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa, người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi sang đồi pha núi, đường nào quanh co bốn cho thằng ngày. Thành tâm nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiên Hô, xin chia phần nước trời con dân mọi nơi, nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui, trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là Gioan Tiên Hô. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa, người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi, đi làm nhân chứng. Người được
được sai đi, sai đi chứng minh hào quang cứu độ và bình an. Nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô, xin chi phần nước trời con dân mọi nơi, nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui, ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui, ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui.